con chó nó đi nhặt cái gậy về cho mình á thì đấy tức là nó fetch cái gậy về cho mình rồi và đây crumble for pudding nhá crumble thường nói về cái thứ gì mà nó có nhiều vụn đó vậy thì đây từ từ một cái tảng bánh vụn nè à. hmm. crumble từ từ crumble đây này nó gọi là cái vụn này phải xem từ này xem là nó là cái gì ta đại hoàng à hmm. Hồi nói chung là nhé chúng ta nên hiểu ở đây đó là kiểu như lấy một cái bánh pudding đó mà nó có rất là nhiều vụn ở xung quanh cái cái khay đựng bánh. Đó, chúng ta nên hiểu thế. Harry looked around at his godfather. Uh, Harry nhìn xung quanh, uh, quay ra nhìn về phía của cha đỡ đầu của mình này, tức là ông Sirius. Molly doesn't approve of Said Sirius in an undertone. Molly thì không có đồng tình, không có ưa cái ông Madagas. Sirius nói thầm với lại Harry kiểu giọng ấy, nó nhỏ đúng không? Under tone dưới cái tông giọng bình thường. Approve of something đó là kiểu mình đồng tình này, mình chấp nhận, mình tán thành một thứ gì đó. Right? How how come he's in the order? Said Harry very quietly. He's useful. Uh, he's useful. Serious muttered. Knows all the crooks. Well, he he would seeing as um, he's one himself. Thế thì làm thế nào mà hắn ta lại được vào hội pháp thuật vậy? Được vào hội phượng hoàng vậy? Harry nói um, rất là nhỏ với lại Sirius. Cái câu hỏi ở đây, ấy, hỏi rất là nhỏ. Quiet mà, đúng không? Yên tĩnh. Hắn ta hữu dụng Sirius thì thầm trả lời lại Harry này. Hắn ta biết tất cả những cái gã bất lương ở ngoài kia. Ờ, chắc chắn là hắn ta biết rồi. Khi mà thấy rằng là hắn ta là một gã bất lương cái từ crook nha nó gọi là những cái người mà kiểu bỉ ổi oh, xong rồi là sống cái um, cuộc sống nó bất hảo á thì đấy nó gọi là crook một cái từ này low life đó low life nha thường nó nói kiểu như những người mà nó hạ lưu được không đấy, tội phạm các thứ đấy thế giới ngầm á. rồi crooks à, khi mà thấy rằng hắn ta là một cái crook một cái người bất hảo but he's also very loyal to Dumbledore who helped him out of a right of a tight spot once. It pays to have someone like Dung around. He hears things we don't. Nhưng mà hắn ta lại rất là trung thành với lại thầy Dumbledore, người mà đã giúp hắn ta vượt khỏi một cái tình cảnh khó khăn một lần. Uh, nó cũng có ích khi mà có một ai đó như là Dung ở xung quanh chúng ta. Đấy, hắn ta nghe thấy những cái điều mà chúng ta không nghe được. Rồi, thì help him out of a tight spot a tight spot tức là một cái tình cảnh khó khăn đấy thường từ spot này này nó nó miêu tả một cái vị trí nhận thai đó là chật trội vậy đúng không vậy thì tức là kiểu một cái vị trí chật trội nghĩa đen còn nghĩa bóng thì gì đó là một cái tình huống khó khăn nhé a tight spot ok it pays tức là nó trả tiền cho mình đúng không hay là kiểu nó đem đến những cái lợi ích cho mình ấy ừ. rồi uh, hắn ta nghe được những điều mà chúng ta không nghe được này bà Molly nghĩ inviting him to stay for dinner is going too far. She hasn't forgiven uh, she hasn't for forgiven him for slipping off duty when he was supposed to be telling you. Nhưng mà Molly bà Weasley lại nghĩ rằng là mời hắn ta ở lại ăn tối nó là một cái việc mà nó đi quá xa. Bà ta vẫn chưa có tha thứ cho hắn ta. À, cô ấy vẫn chưa tha thứ cho hắn ta về cái việc đó là Um, bỏ bê trách nhiệm của mình khi mà hắn có nhiệm vụ là phải theo dõi cháu. Đấy. Rồi thì đây, going too far. Kiểu nó đi xa quá rồi đúng không? Xa quá cái mức kiểu chấp nhận được. Hasn't forgiven him. Forgive một ai đấy, tức là tha thứ cho người ta. Đấy, slipping off duty. Duty là bổn phận, là nghĩa vụ nha. Và slipping off. Nào, slip. Slip thì nó gọi là trượt trượt đúng không trượt nhưng mà tất nhiên đấy nếu mà slip off nó có nghĩa bóng nó có nghĩa là kiểu như mình chuồn nhá mình chuồn khỏi cái nhiệm vụ đó đấy. mình lảng tránh cái thứ đấy đó nó giống cái từ chuồn đó chuồn chuồn khỏi chỗ đó đấy. slip off ở đây nó đi với từ điu đi tức là như thế nào be supposed to do something tức là được cho rằng đấy, vốn dĩ Uh, trách nhiệm rồi là kiểu vai trò cái thứ mặc định là phải như thế nào là be tailing you theo là cái đuôi ở dạng động từ tức là bám đuôi theo ai đó rồi đấy ok thì um, chắc là kiểu một số từ đơn giản thì mình không giải thích nhưng mà một số từ kiểu như nó từ B1 trở lên thì mình sẽ giải thích nhé three helpings of a crumble and custard later and the waste banner and the waistband on Harry's jeans was feeling uncomfortably tight. Ba cái phần bánh uh, rhubarb và một cái bánh nhân sữa sau đó từ từ sau khi ăn ba cái phần bánh này uh, rhubarb và một cái bánh sữa sau đó thì cái thắt lưng xung quanh quần jeans của Harry đã cảm thấy nó cực kỳ là chật rồi. Rồi. Ok, helping nhá thì nó bằng với một portion tức là một phần một suất portion đó, một suất một suất ăn đó một khẩu phần đấy và đây helping này một khẩu phần này crumble thì đó là một kiểu một cái vụn bánh ý của nó là cái bánh mà nó nó không phải là thành một cái tảng lớn đâu mà mỗi người giống kiểu một miếng pizza ấy. để custard thì đó là cái bánh mà bên trong nó có nhân sữa nhá waist l band đó là cái dây và đây là cái dây lưng này đó cái dây lưng Đấy, cảm giác là nó thai tức là cảm giác nó chật rồi. Which was saying something as the jeans had once uh, been deadly. Và cái điều này thì nó nói lên rằng là chắc hẳn phải ăn rất là nhiều rồi bởi vì cái quần jeans đó đã từng thuộc về Dudley. Đấy đã của thằng uh, thằng anh. Thằng anh họ ấy, thằng đấy nó rất là béo đúng không? từ once ở đây là kiểu như một lần hay là đã từng. Đấy, lúc trước nó như thế. Uh, he laid down his spoon in a low in the general conversation. Mr Weasley was leaning back in his chair, looking replete and relaxed. Tongs were yawning widely, her nose now back to normal, and Ginny, who had lured crookshanks out of uh, out from under the dresser, was sitting cross legged on the floor, rolling butterbeer corks for him to chase. Um Harry mình xuống. Đấy, để mà kiểu như ngồi nói chuyện với lại những người trong bàn đó thì the general conversation ấy thì tức là cái cuộc nói chuyện kiểu chung chung giữa tất cả mọi người được không đấy cậu ta đặt thìa xuống không ăn nữa để mà hòa vào cái cuộc nói chuyện đó ở uh, lâu đây này thường từ này nó gọi là ngả ra à không một cái trạng thái nó gọi là kiểu như hãm xuống nhá Đấy, một thứ gì nó đang ở một mức độ cao xong rồi nó nó hãm xuống thì đấy tức là nó có cái low, đợt low rồi đây này cái thời gian yên tĩnh yên tĩnh tạm lắng kiểu trước cơn bão đúng không rồi rồi nó trầm ngâm nhá hoặc là kiểu như nó uhm... thế nào đây nhỉ ý của nó ở đây tức là nó đặt thìa xuống một cách rất là im lặng Đấy, trong cái cuộc hội thoại xung quanh mọi người đang nói chuyện với nhau. bà ông Weasley thì ông đang dựa người về đằng sau trong cái ghế, ông ấy ngồi nhìn nó vô cùng là từ từ nhìn nó vô cùng là kiểu thoải mái và 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 thư giãn. Thongs thì đang ngáp ngủ, há miệng ra rất là rộng. Mũi của bà ấy thì bây giờ đã quay về cái trạng thái ban đầu rồi, trạng thái thông thường rồi. Và Genie người mà đã lùa được cái con cúc xăng cái con mèo ra khỏi cái tủ quần áo thì bây giờ đang ngồi khoanh chân trên nền nhà đang quăng đang lăn cái um, nút chai bia để cho con mèo nó đuổi theo ok nào có cái từ gì nhỉ lean lean đó là dựa người và đây tức là kiểu như nó dựa về đằng sau lean back đấy ạ và tiếp theo replete thì ý của nó chắc là kiểu như nói về cái trạng thái hết sức Khoan đã, mình phải xem lại đã Đây đây, non -ê. Đấy, đầy đủ, thừa mứa. Đúng không? Re, replete. Đấy, bởi vì uh, cái từ gì nhỉ? Replete, đúng không? Replete, đầy đủ, thừa mứa, có nhiều. Ừ, có nhiều, có nhiều với thường là đồ ăn đây này. Kiểu cái, cái từ này nó khá là giống từ satisfy, đúng không? Đấy, satiate, hoặc là well-fed. Đấy, một số từ đồng nghĩa với nó nhé. non -ê. À, stuff đúng không một từ stuff như thế này cũng khá là hay các bạn có thể uh, tham khảo stuff tức là kiểu bị cảm giác nó nhồi nhét rất là nhiều rồi right stuff đó no nha siêu no luôn ạ no ok uh, John, đó là ngáp ngủ này và đây ngáp ngủ một cách rất là wide rộng này mở miệng to đúng không lure kiểu lùa luôn á Đấy, nghĩa đen nghĩa bóng đều được nhá kiểu lùa ai đó làm một cái việc gì ok lure somebody into doing something Dresser cái tủ quần áo này Cross legged Tức là hai chân nó cross nhau Nó ngồi khoanh chân Rolling cái cork Cái cork thì đó là cái núm Trên cái chai để mà nó bít vào á đó. đó. cái nút của chai rượu Của chai bia Thì đấy đây là cái nút chai này Để mà con mèo nó chase Nó đuổi theo nha Nearly time for bed I think Said Mrs. Weasley on a john Not just yet Molly, said Sirius, pushing away his empty plate and turning to look at Harry. You know, I'm surprised at you. I'm surprised at you. I thought the first thing you'd do when you got here would would be to start asking questions about Voldemort. Uh, gần đến thời gian đi ngủ rồi, uh, tôi nghĩ như thế. Bà Weasley nói trong một cái cái cú ngáp ngủ của mình, Đấy, tức là bà ngáp ngủ xong rồi bà vừa ngáp bà nói á. Ở vẫn chưa đâu, chưa đâu, Molly. Sirius nói này đẩy cái đĩa trống cái đĩa ăn cái đĩa bánh trống của ông ta ra xa và sau đó thì quay ra nhìn vào Harry cháu biết đấy chú rất là ngạc nhiên với lại cháu chú nghĩ rằng là cái thứ đầu tiên mà cháu sẽ làm khi mà cháu đến đây nó sẽ là bắt đầu hỏi những cái câu hỏi về Voldemort ừ. rồi có từ gì nhỉ play đi ăn nha hết rồi đúng không hết rồi right. the first thing cái thứ đầu tiên này the atmosphere in the room changed with a rapid with the rapid rapidity uh, with the rapidity Harry associated with the arrival of the mentors. Cái không khí trong căn phòng thì nó thay đổi với cái tốc độ chóng mặt khi mà Harry um, kể đến cái câu chuyện nó liên quan đến những cái con giám ngục. Đấy, cái sự tiếp cận, cái sự đi đến của những con giám ngục. Atmosphere, không khí, được chưa? nó nói đến cái vibe ở trong phòng đó. Now with the rapidity thì rapid nó là một thứ gì mà nó tiến rất là nhanh. Nha nó nói đến cái tốc độ nhanh và đây là à cái tiếp tấu rapidity đó cái sự nhanh chóng thay đổi với cái sự nhanh chóng. Associate thì tức là nó hai thứ nó có liên quan đến nhau. A mà associate với b thì tức là a có liên quan đến b. Đấy, và đây tức là Harry kể đến cái câu chuyện mà nó bị những cái con dementor tấn công Where seconds be uh, where seconds it từ từ mình phải tắt này. Where seconds before it had been sleepy relaxed as uh, sleepily relaxed it was now alert even tense. Uh, câu này khó đấy nhỉ từ từ. Cái khoảnh khắc khi mà một vài giây trước đó là nó vô cùng thư giãn một cách khiến người ta buồn ngủ thì bây giờ nó là sự đề phòng thậm chí là căng thẳng đấy, trong căn phòng ok where đúng không nó nói về cái thời điểm ấy các bạn ạ mặc dù là nhìn nhìn là nơi trốn nhá nhưng mà thường nó nói đến cái cảnh đó cái cảnh đấy thường nó nói đến cái cảnh và tất nhiên nó nói đến kiểu như là cái cái cảnh trước đó một vài giây trước đó đấy yeah. Right. rồi nó là sleepily relaxed, tức là nó thư giãn, mọi người ai ai cũng ngả ra đằng sau, xong rồi cảm giác nó hơi buồn ngủ ấy. thì bây giờ nó là alert, cảnh giác này, thậm chí là tense, căng thẳng. Yeah. a freese, a frisk had gone about, um, gone around the table at the mention of Voldemort's name. Lupin, who had been about to take a sip of wine, lowered his goblet slowly, looking wary. Một cái sự căng thẳng thì nó đã um, đi xung quanh cái bàn ở cái sự đề cập tên của Voldemort lupin người mà chuẩn bị uh, nhấp một ngụm rượu thì bây giờ hạ cái cốc của mình xuống chậm chậm và nhìn một cách nó đầy lo lắng Đó. rồi freeson từ từ freeson cứ có cái từ F FRI ở đằng trước ấy, thì thường nó nói đến cái ma sát Đấy và friction ở đây ý của nó có nghĩa là cái sự mà nó căng thẳng nhé Hay là bồn chồn Đó, Không, mình phải xem lại đã Friction thì đúng thật là ma sát rồi Thì đây này, nó nói đến kiểu như luồng cảm xúc dùng mình ớn lạnh Right Nào, chính xác thì nó sẽ là excitement of fear ừ. Có một từ nhé mà các bạn nên lưu ý Đấy kiểu uh, friction đó right. thì ý của nó nói đến cái sự ma sát nhá và tất nhiên nó còn có có nghĩa là kiểu mâu thuẫn nữa hoặc là cái sự nó gọi là căng thẳng nữa thì đây khá là tương đồng với nhau đúng không? Đấy, ok một cái sự ớn lạnh dùng mình đấy, có những từ trong cái câu chuyện này nó rất là kiểu nâng cao á alert uh, tense đúng không rồi là rapidity toàn là những từ nâng cao mà sip nhá khi mà mình sip một thứ gì đó tức là kiểu mình nhấp uh, nhẹ đó uống kính uống một cái ngụm nó nhỏ thì đấy gọi là sip Weary tức là lo lắng và bồn chồn. Đấy, rồi nó bằng từ concerned concerned cộng với lại cái từ đó là à, bản thân nó đã là kiểu như lo lắng rồi đúng không? Weary nhá, weary lo lắng. Uh, thậm chí cẩn trọng nữa. I did said Harry indignantly. I asked Ron and Hermione but they said not we're not allowed in the order. So không cháu có hỏi rồi. Harry nói một cách um, Harry trả lời một cách đầy phản pháo. Cháu đã hỏi Ron với lại Hermione nhưng mà họ nói rằng uh, bọn cháu không được cho phép vào trong hội phượng hoàng thế cho nên đó. Rồi à, be about to do something á, uh. be about to do something tức là sắp sửa chuẩn bị làm cái việc gì đó. đó. Indignantly tức là cái giọng kiểu như mình muốn cãi lại người ta, chống chế, nha muốn cãi lại muốn phản pháo lại. Uh yeah uh, yeah they're quite right. said Mrs. Weasley, you're too young. Uh she was sitting bolt upright in her chair. Her fists uh, her fists clenched upon his arms every tr every trace of drowsiness gone. Bà ta đang ngồi thẳng dựng dậy trên cái ghế của mình, trong cái ghế của mình. Nắm đấm của bà ta thì uh, từ từ cái đôi bàn tay của bà ta thì nắm lại. Khoanh lại trên cái cánh tay và bất cứ một cái dấu vết nào của cái sự ngái ngủ thì bây giờ đã biến mất. Thực tế cái từ bolt thì nó có nghĩa là cái tia chớp và đây bolt upright đó là một cái collocation. Đó, nó gọi kiểu như thẳng đứng luôn nha, ngồi thẳng tưng dậy, thẳng thẳng cái lưng luôn. Để thẳng lưng. Rồi her fist, tức là cái nắm đấm của bà ta thì clenched, tức là kiểu như Quận chặt lại, được, bấu chặt lại, ép chặt lại trên cái cánh tay của bà ấy. À, clench nhé, đó là túm chặt này, nắm chặt này, uh, quặp chặt. Đấy, và fist đó là nắm đấm. Rồi, drowsy tức là cái trạng thái nó ngái ngủ nhé. Ừ, và đây giống từ sleepy á, và đây là drowsiness. Mọi cái dấu vết của cái sự ngái ngủ, buồn ngủ bây giờ đã biến mất. Since when did someone have to be in the order of the phoenix, of the phoenix, to ask questions? Ask serious. Harry's been trapped in that muggle house for a month. He's got the right to know what's what's been happening. Từ khi nào mà ai, từ khi nào mà người ta phải ở trong hội phượng hoàng thì mới được hỏi câu hỏi vậy. Sirius nói, Harry đã bị mắc kẹt ở trong cái ngôi nhà thường dân đó xuyên suốt cả một tháng, không cái ngôi nhà kiểu uh, mất gồ đúng không? Ngôi nhà kiểu người không có pháp thuật đó trong cả một tháng. Cậu ấy có cái quyền để mà biết những chuyện gì đã xảy ra. Right rồi nào uh, since when kể từ khi nào vậy đã bị been trapped tức là đã bị trap đã bị mắc kẹt nhé. the right to do something tức là cái quyền để làm gì đó what's been happening chưa kịp nói thêm cái chữ in thì đã bị ngắt lời uh, hang on uh, interrupted George loudly how come Harry gets his questions answered uh, said Fred angrily Ở từ từ đã George Chen ngang vào với một cái giọng nói rất là to ờ, Làm làm sao mà Harry lại có Từ từ, có thể Làm sao mà Harry lại có thể được giải đáp Tất cả những câu hỏi của cậu ấy vậy Fred nói một cách nó giận dữ Interrupt tức là sen ngang vào nhá. Đấy, nó làm gián đoạn á Thì đấy gọi là interrupt Get his questions answered Đó, tức là có cái câu trả lời Có cái câu hỏi của cậu ấy Được trả lời Cái V3 đằng sau ấy nó nói về cái trạng thái bổ nghĩa Cho cái questions ở đây này Đấy tức là được trả lời Đấy, Tại sao mà cậu ta lại Có cái quyền đó là Các cái câu hỏi của mình được trả lời Thực tế nhá Get hay là have Somebody Hoặc là something Đúng không? Cộng với V3 ấy Tức là mình chủ động Nhưng mà cái V này là do người khác Uh, thực hiện đó, mình chủ động nhưng mà đó là do người khác thực hiện nhé đây này tức là chủ động hỏi nhưng mà được trả lời mấy cái câu hỏi đấy bởi người khác đấy thì đấy nó phân tích như thế đây là v 3 này ok we've been trying to uh, we've been trying to get stuff out of you for a month and you haven't told us a single stinking thing said George bọn cháu đã cố gắng để mà khai thác thông tin ra xuyên suốt cả một tháng và chú không hề nói với bọn cháu một cái thứ quái quỷ gì cả George nói get stuff out of you đó thì đây coi là kiểu khai thác thông tin á để mà lấy được cái stuff lấy được cái thông tin đó, từ stuff này đúng ra nó là đồ đạc ấy ờ, nó là đồ đạc xong rồi không phải đâu đấy là kiểu cả một cái cấu trúc thôi em ơi ừ. ờ, đây này nó giống kiểu như kiểu đây nhá get my hair cut à đấy, my hair cắt, tức là kiểu như mình đi cắt tóc nhưng mà người khác cắt cho mình à, đấy rồi, ok và tiếp theo nhá, now stuff ở đây là đồ đạc nói chung nhưng mà nó đang refer đến cái thông tin, đó kiểu information, xong rồi là các cái câu trả lời này này, stinking thing, stink một thứ gì mà stink tức là nó bốc mùi và đây giống cái từ fucking á, rồi cái cái chữ thề nhá, ý của nó là chữ thề thôi a single effing thing đúng không? Right. You're too young, you're not in the order, said Fred in a high-pitched voice that sounded uncannily like his mother's. Harry's is not even of age. Ôi, các con còn quá trẻ, các con không ở trong hội Phượng Hoàng. Fred nói trong một cái giọng mà nó rất là the thế, mà nó nghe... Uh, nó nghe giống cái giọng của mẹ nó một cách kỳ lạ, Harry thậm chí không đủ tuổi để mà vào hội cơ. Rồi nào có cái từ gì nhỉ? Uh, high pitched thì cái pitch nó là cái quãng giọng ấy. Ý của nó có nghĩa là kiểu một cái tông nó rất là cao, Đó, nó lên cái giọng mà nó the thé. Sounded nghe nó có vẻ uncannily like. Đấy, thì cái từ uncanny á uncanny à, thì nó bằng với lại từ strange đó, một thứ gì mà nó kiểu như giống giọng nói của mẹ nó một cách lạ lùng. Đấy. Right. Câu chuyện này khó thế cho nên là kiểu dần dần ấy, nhiều um, nhiều bạn cảm thấy đọc nó nản, đó, nhìn vào mấy cái con chữ toàn là những từ mới như thế này, nhìn nó nản ấy, thế cho nên là cũng dần dần ao. <laughs> Nhưng mà um, càng đọc những thứ gì khó thì càng mình càng nhanh lên trình Not even of age, tức là đủ tuổi đến tuổi trưởng thành. Yeah. rồi ok quấn tập 5 này Harry Potter ấy, nó hơi khá là khó đấy nó là ban 8 mà it's not my fault you haven't been told what the order is doing Sirius coming Sirius coming I uh, uh, calmly that's your parents decision Harry on the other hand không phải đấy là lỗi của chú rằng là các cháu không được nói cho những thứ gì mà nó đang diễn ra trong hội Series nói một cái giọng rất là điềm tĩnh đó là quyết định của bố mẹ cháu Harry mặt khác Thì đó là kiểu dưới cái quyền kiểm soát của chú đúng không? Rồi It's not my fault Nó không phải là lỗi của tôi Right Rồi Parents decision Đó là quyết định của bố mẹ các cậu It's not down to you uh, To decide what's good for Harry Said Mrs. Weasley sharply Her normally kindly face Looked dangerous You haven't forgotten What Dumbledore said I suppose nó không thuộc cái quyền kiểm soát của cậu để mà quyết định thứ gì tốt cho Harry. Bà, bà Weasley nói một cái giọng rất là đanh. Cái gương mặt thông thường hiền hậu của bà ấy bây giờ nhìn nó rất là nguy hiểm. Chắc cậu không có quên thứ thầy Dumbledore, cái điều thầy Dumbledore đã nói chứ. Tôi cho rằng là như vậy. Nào, down to somebody á, thì đó con kiểu như nó thuộc cái quyền, cái 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 sự kiểm soát của ai đó. Yeah, it's down hoặc là it's... thực ra ấy, cái từ up nó cũng như nhau, đó up to somebody, right? Tức là trong cái quyền kiểm soát thuộc cái quyền của người ta, it's down to somebody là it's, it's up to somebody nó như nhau, yeah, nó như nhau đấy. Rồi không phải là quyền của cậu đấy để mà định đoạt, quyết định cái thứ gì nó tốt cho Harry. Kindly face, đó, cái gương, cái gương mặt hiền hậu của bà ấy bây giờ nhìn nó nguy hiểm lắm chắc cậu chưa quên điều thầy Dumbledore nói, tôi cho rằng như thế, Đấy, có đúng không? Which bit, uh, Sirius asked politely, but with an air, uh, with an air as though read, reading himself for a fight. cái uh, cái cái thứ gì vậy? Đấy, Sirius hỏi một cách rất là lịch sự, nhưng mà với một cái ngữ điệu, một cái dáng vẻ như thể là đang chuẩn bị bản thân ông ấy lao vào một cái trận chiến chuẩn bị bản thân cho một trận chiến. Polite, à, cái từ bit ấy, thì thường nó để gọi là chia phần ra đúng không? Which bit, tức là cái đoạn nào vậy, cái phần nào vậy. Uh, polite, đó là lịch sự này, hỏi một cách rất là lịch sự. With an air, air nó là cái phong thái, cái dáng vẻ. Rồi cái manner, ấy, được chưa? Cái air ở đây là từ C2. Từ C2. Cái dáng vẻ nhá. Reading himself, ready dùng ở dạng động từ tức là kiểu mình chuẩn bị một thứ gì đó, mình sẵn sàng. Đã sẵn sàng bản thân ông ta lao vào một cái trận chiến này. The bit about not telling Harry more than he needs to know. Said Mrs Weasley, placing a heavy emphasis on the last three words. Cái đoạn về việc không cho không nói cho Harry nhiều hơn những thứ gì cậu ta cần biết. Đấy, bà Weasley nói và bà ấy nhấn mạnh từ từ, bà đặt một cái sự nhấn mạnh rất là nặng vào ba từ cuối cùng Needs to know Đó, needs to know Phong thái dáng vẻ Đúng rồi, nó toát ra một cái dáng vẻ, đúng không? Ok Place, nó dùng ở dạng động từ nhá Tức là đặt một thứ gì đó Và đây, đặt một cái emphasis Emphasize tức là mình nhấn mạnh và emphasis Sự nhấn mạnh đó, Một cái kiểu như stress, right? là Ron, Hermione, friend George's head turned from Sirius to Mrs. Weasley, as though following a tennis rally. Ginny was kneeling amid a pile of uh, a pile of abandoned butterbeer corks, watching the conversation with her mouth slightly open. Lupin's eyes were fixed on Sirius. Ron, Hermione à không, đầu của mấy đứa này thì đang quay từ Sirius sang đến mẹ của mình như thể là đang theo dõi một cái trận đấu tennis đó một cái tennis rally nha, ý của nó kiểu như cái cái giao cái bóng ấy, các bạn bên nên hiểu là kiểu giao bóng nhá thì nó cũng có có thể được gọi là rally ở đây các. Ginny thì đang quỳ gối uh, giữa một đống những cái nút chai bia bơ bị bỏ lại. Nhìn cái cuộc hội thoại đó với cái miệng của con bé nó hơi mở ra một chút. Đôi mắt của Lupin thì nhìn chằm chằm vào serious. Uh. Neil, ni là đồng gối và Neil tức là quỳ gối. Đấy là amid Đó là in the middle of something Đấy, right? amid ấy, Nó giống kiểu in the middle of something Giữa một thứ gì In the middle of something Đấy, thì tức là amid something nhá Như nhau Đó A pile, tức là kiểu một đống đúng không? Thường là nó ám chỉ cái trạng thái chồng lên nhau. Abandon, bỏ rơi, bị bỏ lại. Và đây, cork, tức là cái nút chai. Đấy, cái nút chai bia bơ. Đấy, đã bị bỏ lại Rồi, fix, cố định nhé Đấy, tức là kiểu nó nhìn chằm chằm, nó nhìn cố định vào serious này. I don't intend to tell him more than he needs to know. Molly said serious. But as he but as he was the one who saw who saw Voldemort come back, again there was a collective shudder around the table at the name. He was more right than most to Tôi không có ý định nói cho thằng bé nhiều hơn những thứ mà nó cần được biết, Molly serious nói, nhưng mà bởi vì thằng bé là cái người duy nhất đã nhìn thấy Voldemort quay trở lại và một lần nữa lại có một cái sự dùng mình chung ấy, tất cả mọi người xung quanh cái bàn khi mà nghe thấy cái tên đó. Bởi vì thằng bé đã nghe thấy à, thằng bé đã nhìn thấy Voldemort quay trở lại thế cho nên thằng bé có quyền có 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 đủ quyền hơn phần lớn chúng ta để mà biết về thông tin. Được không? Rồi. He has more right nha, tức là kiểu nói về nhiều quyền hơn phần lớn chúng ta đúng không? Intend to do something tức là có ý định làm gì đó. Intention danh từ của nó là một ý định. Còn đây là động từ này. đấy intend to do something. He's not a member of the Order of the Phoenix, uh, said Mrs. Weasley. He's only 15 and Thằng bé không phải là một thành viên của hội Phượng Hoàng, bà Weasley nói, nó mới chỉ có 15 tuổi thôi và and he's dealt with um he, he's dealt with uh, and, he, and he's dealt with as much as most in the order series and more than some và thằng bé đã đối phó với lại uh, từ từ đã đối phó với lại Chỗ này khó dịch đây này. Ý của nó coi là kiểu thằng bé đã trải qua, đã đối phó với lại những cái chuyện mà nó cũng như phần lớn những thành viên trong hội này. Đấy. Và thậm chí còn nhiều hơn những người khác cơ. Ừ. Rồi as much as, nó nó dùng để so sánh đó. Coi là kiểu cũng tương đương đúng không? Cũng như là phần lớn những người trong cái hội này. Deal with something, đối phó, đương đầu. Đấy. Right. Rồi. Thậm chí more than some, hơn những người khác cơ. No one de no one's denying what he's done, said Mrs. Weasley, her voice rising, her fists trembling on the arms of the chair. But he's still he's not a child, said Sirius impatiently. Không ai phủ nhận những thứ mà thằng bé đã làm cả, bà à, bà Weasley nói, giọng của bà ấy uh, cao lên giọng bà ấy kiểu như tăng cái âm lượng lên nắm đấm của bà ấy thì đang run lên trên cái uh, cái cái thành ghế nhưng mà thằng bé nó vẫn nó không phải là một thằng bé nữa nó không phải là một đứa trẻ nữa. Sirius nói một cách vô cùng là nôn nóng. Nào deny một thứ gì đó tức là phủ nhận. Đó, không ai phủ nhận những thứ mà thằng bé đã làm. Tremble có chữ e nữa đây là gốc từ nó là run lên nhé yeah, run bần bật đúng không? kiểu như bà ấy đang rất là giận à, nhưng mà nó không phải là một đứa trẻ a child impatient tức là không có sự bình tĩnh tức là nôn nóng. Đã, he's not an adult either. He's not an adult either, said Mrs. Weasley, the color rising in her cheeks. He's not James, serious. Thằng bé nó cũng không phải là một người lớn đâu. Bà Weasley nói và cái sắc mặt trên gương mặt của bà, trên gò má của bà ấy thì đang ửng lên, đang đỏ lên. Thằng bé nó không phải là James, serious nó không phải là bố nó either tức là nó nói về cũng không nhá đi với phủ định còn to tức là cũng có Đấy, nó cũng không phải là một adult Một người lớn Rồi color rising tức là cái màu ấy Nó ửng lên Nó đỏ lên Đấy, bà bắt đầu tức rồi Đúng không? Cheeks, gò má I'm perfectly clear who is Thanks Molly Set serious coldly I'm not sure you are Said Mrs. Weasley. Sometimes the way you talk about him is as though you think you've got your best friend back. Tôi hoàn toàn rõ ràng thằng bé là ai mà. Tôi hiểu rất là rõ thằng bé là ai mà. Cảm ơn nhé Molly. Sirius nói rất là lạnh lùng. Đấy. Tôi không chắc là cậu biết được cái điều đó đâu. Bà Weasley nói. Đôi khi cái cách mà cậu nói về thằng bé, nó như thể là cậu nghĩ cậu đã có người bạn thân nhất của mình quay trở lại vậy. Ừ. Rồi có gì nhỉ perfectly clear đúng không rõ ràng lắm clear mà rõ mà uh, as though tức là như thể cậu đang nghĩ cậu đã có người bạn thân nhất của mình quay trở lại back được yeah. what's wrong with that said Harry what's wrong Harry is that you're not you're not your father however you um, however much you might look like him có cái thế thì làm sao thế thì có cái gì là sai nào Harry nói cái điều sai ở đây Harry à, đó là cháu không phải bố cháu Đấy, dù cho cháu có giống bố cháu về ngoại hình như thế nào Đấy, however much you may look like him Đấy, có thể nhìn nó giống như là bố của cháu như thế nào cái however này này C2 however nó nói đến một cái cách dù cho như thế nào nha however ấy, dù cho như thế nào however tất nhiên đó là tuy nhiên đấy là ở dạng b 1 còn c 2 thì nó là kiểu như dù cho thế nào đi nữa ấy how ever ấy đấy là còn cái where hay là kiểu như whoever thì tức là dù người nào đi nữa đúng không vì vậy cho nên how ever tức là dù thế nào đi nữa right nó là từ c 2 đấy rồi nào uh, set set Mrs Weasley Uh, however much, các bạn thấy, ngữ pháp nó cao. Uh, dù cho có giống như thế nào đi nữa. Uh. Now, set Mrs. Weasley, uh, Weasley. Her eyes still bore, boring into serious. You're still at school, and adults responsible for you should not forget it. Cháu vẫn đang đi học, và những người lớn chịu trách nhiệm cho cháu thì không nên quên điều đó. Đôi mắt của bà ta thì vẫn... Uh, nhìn chằm chằm đè nặng vào serious. Ừ. Vẫn bore nha, bore thì tức là kiểu như cái từ nó gọi là hằn xuống, đè xuống. À, quên đã. Phải xem lại xem nào. Đúng, đúng thật là từ bear thì nó như thế nhưng mà đây là boring nó đang dùng ở nguyên gốc cơ mà. Hãy nhớ là boring tất nhiên nó có dạng dạng động từ nhé các bạn nhé Đừng có nghĩ là nó, nó chỉ có cái tính từ tức là uh, nhàm chán nhá. Đây này, bore into somebody đây này, nó dùng một cái dạng uh, nguyên gốc của nó. Đấy. Đây các bạn nhìn nhá. Bore into somebody tức là look very hard and make you feel nervous. Đấy. Thế đấy nó gọi là bore into somebody. Kiểu nhìn một cách hằn đúng không? Hằn cái đôi mắt nhìn vào serious. Responsible for something tức là có trách nhiệm với cái thứ gì. Meaning I'm in... Uh, I'm an irresponsible godfather demanded Sirius, his voice rising Ý của bà là tôi là một người cha đỡ đầu không có trách nhiệm à Đấy, uh, uh, Thách thức Đấy, Cái giọng nói của ông ta cũng đã gắt lên Cũng đã dâng lên rồi Demand ấy, tức là yêu cầu Và đây ý của bà, ý của Serious Tức là đòi hỏi được trả lời ngay lập tức đúng không Có cái giọng nó gọi là hất hàm, thách thức irresponsible nha ngược lại với từ responsible thôi right. vô trách nhiệm rồi uh, meaning you've been known to act rashly serious which is why Dumbledore keeps reminding you to stay at home and ý của tôi là cậu uh, cậu Đức, cậu được biết đến là có cái hành từ từ cậu được biết đến đó là hay cư xử một cách nông nổi serious đó là lý do vì sao mà thầy Dumbledore cứ nhắc cậu phải ở nhà Phải ở nhà và không được đi ra ngoài Đấy, thì từ act nó là cư xử Đấy, Hành xử Rash Danh từ nó là cơn phát ban nha Kiểu như chúng ta bị ngứa trên tay ấy Nhưng mà ở dạng tính từ tức là làm một cái thứ gì mà nó bồng bột Tự nhiên nó nổi lên Đấy, thì gọi là rash Bồng bột Rồi và tất nhiên nhé rash decision Tức là một cái quyết định mà nó bồng bột Ok uh, Remind ai đó điều gì Thì tức là cứ nhắc nhở cho người ta nhớ đúng không uh, To stay at home Ở nhà We'll leave my instructions from Dumbledore out of this If you please, say serious loudly Chúng ta sẽ Không có uh, Đưa những cái chỉ dẫn từ thầy Dumbledore Vào cái cuộc hội thoại này Làm ơn như thế được chứ Serious nói rất là to Gắt lên với lại bà ta Now lift cái đấy out of this Tức là Bỏ ngoài thứ đó đúng không Không cho nó tham gia vào đây Hãy Gạt nó đi Instruction thì tức là cái từ Nó gọi là lời chỉ dẫn những cái định hướng If you please uh, Làm ơn được không Như thế có được không Arthur said Mrs. Weasley uh, Routing on her husband Arthur back me up here Này Arthur Bà Weasley bà ấy nói và bà ấy quay đầu lại về phía chồng của mình. "Này Arthur, nói giúp em đi." Được, back me up. Tức là kiểu hỗ trợ. Đó, back somebody up nha, hỗ trợ người ta uh, nói giúp đúng không? Cứu cánh đi. Round thì chẳng qua đó là cái từ nó gọi là hình tròn. Và ở đây tất cả bà ấy xoay người thôi. đấy bà ấy xoay người này. Uh, Mr. Weasley did not speak at once. He took off his glasses and cleaned them. Uh, slowly on his robes, not looking at his wife. Ông Weasley, ông ấy không có nói câu nào ngay lập tức sau cái lời nói của bà vợ. Ông ta tháo bỏ cặp kính của mình và lau đôi kính đấy một cách rất là chậm chậm trên cái áo choàng của mình. Không có nhìn về người vợ. At once, đúng không? Tức là immediately. Đấy, ngay lập tức. Rồi. Hết đúng không? Clean, lau dọn thôi. Lau cái kính á. Only when he had only when he had replaced them carefully on his nose did he say Dumbledore knows the position has changed Molly he accepts that harry will have to be filled into to a certain extent now that he's staying with uh he's staying at headquarters chỉ có khi chỉ đến khi ông ta đã um, cẩn thận đeo lại cái cặp kính đấy trên mũi thì ông ta mới nói thầy Dumbledore biết Rằng là cái, thình, cái tình thế nó đã thay đổi rồi Molly Thầy Dumbledore chấp nhận rằng Harry sẽ cần phải được thay thế vào vị trí Phải được uh, Phải được nói cho biết thông tin Tới một cái mức độ nhất định Khi mà bây giờ cậu ta đã ở trụ sở của hội Right Alright, Rồi nào Các bạn thấy không đọc truyện Harry Potter thôi nhá, nhưng mà nó có những cái từ vựng ngữ pháp rất là kinh khủng đó, only when đấy đảo ngữ đúng không, only when did he say đấy chỉ đến khi như vậy ông ta mới nói, rồi position ở đây là tình thế nhé các bạn nhá, bình thường nó là vị trí nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là tình thế ấy. nó đảo chiều rồi đấy nó has changed nó đã thay đổi rồi đó, rồi be fill in fill in Giống kiểu các bạn gọi là fill in the blank đúng không? Fill in the blank điền vào chỗ trống. Thì cái từ fill in này này, nghĩa bóng của nó coi là kiểu như nói cho ai đó biết một cái thông tin gì. Right. Kiểu từ trước đó mình không biết thì bây giờ mình đã được fill in. Đó, đã được fill in nó dùng ở dạng bị động này. To a certain extent tới một mức độ nhất định. Một mức độ nào đó. Extend nó nói về cái ngưỡng Đấy nó nói đến cái mức độ nha, cái ngưỡng nhất định này. Now that ý của nó có là cái um, khi mà bây giờ nhất là bây giờ cậu ta đang ở trụ sở đúng không? Yes, but there's a difference between that and inviting him to ask whatever he likes. đúng rồi công nhận nhưng mà có một cái sự khác biệt giữa cái việc đó và cái việc đó là um, cho phép Harry hỏi bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Um, invite là mời nhưng mà đây kiểu như là Kiểu như, ừ uh, cứ hỏi đi đúng không? Sẵn sàng trả lời hết, mời cậu ta hỏi Whatever he likes Bất cứ thứ gì cậu ta thích Personally, said Lupin quietly Looking away from Sirius at last uh, As Mrs. Weasley Turned quickly to look him uh, to, to him Hopeful that finally she was about To get an ally I think it better that Harry gets the facts Gets the facts Not all the facts, Molly But the general picture from us rather than a garbled version from others. Cá nhân tôi cho rằng Lupin nói rất là thầm lặng này, nhìn ờ uh, lướt liếc mắt nhìn từ si không, rời ánh mắt khỏi Sirius sau cùng. Kiểu sau cùng ấy, sau cùng thì không có nhìn Sirius nữa. Khi mà bà Weasley bà quay ra rất là nhanh để mà nhìn về phía của Lupin. Hy vọng rằng cuối cùng bà ấy cũng sẽ chuẩn bị có được một đồng minh với mình. Lupin nói, tôi nghĩ tốt hơn hết là Harry biết được những cái sự thật, không phải là tất cả những cái sự thật đâu Molly, nhưng mà đó là một cái bối cảnh chung. Đấy, từ chúng ta còn hơn là một cái phiên bản mà nó chắp vá từ người khác. Lúc okay, look away đúng không Kiểu dứt uh, mắt nhìn nhá, không còn nhìn về Sirius nữa. Be about to do something tức là chuẩn bị có một cái thứ gì, làm một thứ gì đó. Và đây, get an ally. Đúng không? Anh đang dạy reading à. Chỉ đơn thuần là kiểu đang giải nghĩa từ vựng thôi em ơi. Đọc chuyện này vui vẻ giải thích từ vựng. Ally thì đó là kiểu như cái người đồng minh nhá. Nhiều bạn sẽ đọc là ally đúng không? Nhưng mà ally nó đúng. Đấy. Right. Uh gets the facts The facts ở đây là những cái sự thật đấy Những cái điều mà nó kiểu hiển nhiên đó General picture, cái bức tranh nó gọi là toàn cảnh Được không? Hiểu được cái bối cảnh chung Garb, nó là quần áo ấy Nào, garb là quần áo Đó, Nó giống từ 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 clothes Nó giống từ clothes Và gobble đây, ý của nó có là chắp vá Đó, chắp vá Cái phiên bản mà nó kiểu theo dệt chắp vá từ người khác Rồi, his expression was mild but harry felt sure that lupin at least knew that some extendable ears had survived uh survived mrs weasley's purge cái biểu cảm của ông uh, lupin thì nó nó hờ hở thôi nó không kiểu đáng chú ý lắm nhưng mà harry cảm thấy chắc chắn rằng là lupin ít nhất đã biết được rằng một vài những cái tai kéo dài thì nó đã lọt qua khỏi cái sự thanh trừng của bà Weasley. Cái tai kéo dài tức là cái gì? Cái tai nghe lén đấy. Đó, nó 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 thả cái dây để cái tai đấy nó trôi xuống. Đó, để mà nghe lén cái cuộc hội thoại. Right. Purge. Sự thanh trừng nhá. Kiểu như hủy hoại bất cứ thứ gì đi đúng không? Đấy. Uh, decimate một thứ gì đó. Eliminate thứ đấy này. Right. Kiểu thế. Hủy diệt. Purge, nó gọi là sự thanh trừng uh, uh, Extendable, một thứ gì nó có thể extend, tức là nó có thể kéo dài ra Đó, đúng rồi, từ mild, tức là kiểu như hòa nhã Hoặc là một cái thứ gì mức độ của nó vừa phải Thì đấy gọi là mild Đó, cái món ăn nhá, mà nó mild, tức là cái vị của nó ấy Nhạt Đấy rồi rồi một cái câu chuyện mà nó à một cái mức độ mà nó gọi là mildly tức là nó bằng từ slightly đấy có một tí thôi ok survive tức là nó thoát khỏa uh, nó 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 sống sót đúng không nó thoát được cái sự thanh trừng uh, đốt hủy hủy diệt của cái bà này bà này bà ấy bắt được một vài những cái tai trước đó ấy, xong rồi bà ấy đã hủy rồi ấy, nhưng mà vẫn còn chưa hết Well, said Mrs Weasley, breathing deeply and looking around the table for support that did not come. Well I can uh, where well, I can see I'm going to be overruled. Uh, I just say this. Dummador must have his reasons. Dumbledore must have had his reasons for not wanting Harry to know too much, and speaking as someone who has got Harry's best interests at heart, uh, I think it's easy now. Um, bà Weasley nói bà ấy thở một hơi rất là sâu và nhìn xung quanh cái bàn để mà tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng mà nó lại không hề có uh, tôi có thể thấy được tôi có thể hiểu được là tôi sẽ bị um, áp đảo ở đây thôi tôi chỉ có nói điều này thôi Dumbledore chắc hẳn phải có những cái lý do của thầy ấy để mà không có muốn Harry biết quá nhiều và Tôi đang nói, tôi đang đưa ra cái lời nói của mình là một người mà luôn luôn nghĩ cho lợi ích tốt nhất của Harry. Rồi, thì nào có cái từ gì nhỉ? Uh, overrule. Đúng không? Overrule có nghĩa là kiểu bị lật ngược này, bị áp đảo này, hay là bị áp chế. Đấy, thì nó là overruled. nhá yeah. Kiểu cái thứ cái thứ kia kìa, nó có thể chế ngự mình ấy, nó vượt qua mình và nó đè mình xuống. Thì đấy gọi là overrule. Ừ. Rồi. Ờ uh, và đây nhá, có thể hiểu là bị áp đảo nhá. Must have had his reasons. Chắc hẳn phải có lý do. Đấy, để mà để mà không muốn Harry biết quá nhiều. Ok, nào tiếp theo đó là kiểu have somebody's best interest at heart thì có nghĩa là luôn luôn nghĩ cho lợi ích tối đa, lợi ích cao nhất của ai đó. Thì đây, cái cụm đấy nó gọi kiểu như Have somebody này hoặc là Get somebody's best interest Cái cụm này C2 đó À đâu? C1 Interest đấy, interest uh, At heart đó. Luôn luôn nghĩ cho Lợi ích tối đa của ai đó Được chưa? Vì cái lợi ích tối đa của người ta He's not your son Set serious quietly He had, uh, he's as good as," said Mrs. Weasley fiercely. Who else has he got? He's got me. Đấy, cậu thằng bé không phải là con trai của bà," Sirius nói một cách nó kiểu như thầm lặng, nói thầm trong mồm, đúng không? Quietly mà. Nhưng mà nó cũng như là con của tôi thôi. Bà Weasley, bà ấy nói rất là dữ dội, mãnh liệt. Uh, thằng bé còn ai nào? Nó còn tôi mà, đấy, nó còn Sirius mà, đúng không? Thì fears nó là cái từ dữ dằn nhá Dữ dội hay là kiểu như nó nói đến cái trạng thái nó hơi um, Cái gì nhỉ? Ác một chút Thì đấy nó gọi là fears Nhưng mà đây nên hiểu là giữ dằn nhá Dữ dằn He he's got me. Đó, có tôi mà. Just uh, said Mrs. Weasley. Her lip, her lip curling. The thing is, it's been rather difficult for you to look after him while you've been locked up in Azkaban, hasn't it? Đúng rồi, à, bà Weasley nói và cái môi của bà ta thì bĩu lên, cong lên. Cái vấn đề ở đây đó là chính ra khá là khó để cho cậu có thể chăm sóc thằng bé khi mà cậu đã bị giam ở Azkaban. Đấy, có đúng không? Rồi, cái từ curl coi là kiểu uốn cong nhá. Môi bà ấy cong lên, bĩu lên. The thing is, cái vấn đề nó là thế này này, đó thì đấy tức là the thing is uh, rather cộng với lại một tính từ tức là nó nói đến nhấn mạnh cho tính từ đó chính ra ấy là khá là khó cho cậu, đó, đấy. look after somebody tức là chăm sóc người ta kiểu châm, chăm chăm nom người ta khi mà bị locked up bị khóa bị giam ở Azkaban Sirius started to rise from his chair, Sirius này bắt đầu đứng phát dậy từ từ đứng đứng dậy từ cái ghế ông ta đang ngồi Molly you're not the only person at this table who cares about Harry said Lupin sharply uh, Sirius sit down Ừ, Sirius đang chuẩn bị đứng lên đúng không Để mà kiểu Innova rồi Đang chuẩn bị Innova vào cái bà kia Thì bây giờ ông Lupin ông ấy nói này Rất là đanh Ngồi xuống Sirius đấy, Molly uh, Bà không phải là người duy nhất Ở cái bàn này mà quan tâm đến Harry đâu, Đấy, nói rất là đanh nhá, nói rất là kiểu như sắc bén, sắc nhọn cái giọng nói của ông ta, sharp, Đấy, miêu tả một thứ gì nó sắc. Ngồi xuống, Sirius. Uh, Mrs. Weasley lower lip was trembling. Sirius sank, the Sirius sank low, uh, sank slowly back into his chair, his face white. Cái đôi môi, môi dưới của bà Weasley thì đang run lên. Sirius thì đang ngồi xuống chậm chậm trở lại cái ghế của mình. Gương mặt của ông ta thì trắng bệnh. Trắng bệnh. Đấy, sợ đúng không? Sợ uh, lupin. Đấy, ok, tremble nha là cái từ nó gọi là run, run rẩy. Xanh quá khứ từ sinh, tức là chìm xuống. Đấy, một cái con tàu nó bị đắm ấy. Vậy thì đây, tức là ông này ngồi thụp xuống này. Đấy, gương mặt trắng bạch này. I think Harry ought to be allowed a say in this. A say in this. Lupin continued he's old enough to decide for himself. Tôi nghĩ rằng là Harry nên được cho phép có một cái um, quyền tham gia trong cái việc này, có một tiếng nói trong cái việc này. Lupin tiếp tục. Cậu ta đã đủ tuổi để mà quyết định cho chính bản thân mình. Nào, ở xây nhá. Đấy, đó là một tiếng nói, một cái quyền tham gia đấy. Thì đấy, ý của nó là như thế. Đó, tiếng nói quyền tham gia, quyền biểu quyết. Have a say. In something. Cụm rất hay Còn ought to thì nó bằng từ shoot Đấy, shoot Cổ mà, đúng không? Từ này là từ cổ Đó, ok uh, Đã old, old enough rồi Đã đủ già rồi, đã đủ tuổi rồi Để mà tự quyết định cho bản thân mình I want to know what's been going on Harry said at once uh, He did not look at Mrs. Weasley He had been touched by what she had Ah, uh, he had been touched By what she had said about his being As good as, as a son But he was also impatient At her molly coddling Sirius was right He was not a child uh, Harry nói rằng là Cháu muốn biết thứ gì đang diễn ra Đấy, Nói ngay lập tức At once mà đúng không Nó bằng từ immediately Đấy, Ngay lập tức này Harry không có nhìn về phía của bà Weasley Cậu ta đã cảm thấy rất là cảm động Bởi cái thứ mà bà ta đã nói Rằng cậu ấy là Cũng như con trai của bà ấy nhưng mà cậu ấy cũng nôn nóng cảm thấy ức chế về cái việc mà bé gọi là uh, quá là bảo vệ mình. Đấy serious đúng rồi, cậu ta không phải là một đứa trẻ nữa. Ok, rồi từ touch tức là bị chạm đúng không? Ý của nó có nghĩa là kiểu cảm thấy bị 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 chạm vào trái tim đó. Đấy, cảm động nhá rồi as good as đúng không cũng như là con trai của bà ấy thôi về cái việc mà cậu ta là con trai của bà ta, đấy. các bạn thấy ở đây nó dùng theo cái his Nhá cậu với being đúng không? Đấy. Đây là một cái ngữ pháp mà thôi không nói nhiều về ngữ pháp nhưng mà đấy là một ngữ pháp nó ban bảy trở lên đó, cao lắm. Đấy. Về cái việc cậu ta cũng như là con trai của mình impatient tức là không đủ kiên nhẫn nôn nóng cái từ đồ ấy thì tức là kiểu mình nuông chiều ai đó. Nào, caudal somebody tức là nuông chiều người ta. Nuông chiều đáp ứng mọi thứ đúng không? Kiểu overprotective quá ấy. Và molly caudaline chắc là kiểu một cái từ lóng chăng? Từ từ. Nuông chiều thái quá các bạn ạ. Dùng từ đồ cũng được nhá. Nhưng mà mức độ của nó là trung tính hơn. Từ này chắc là kiểu nó phải cao. Đúng không? Nó phải kiểu như là nó 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 nó. Nó, nó 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 phải có cái từ thái quá ở đấy đấy nếu mà coddle đồ là nuông chiều thì molly coddle đồ đó là nuông chiều thái quá cái mức độ của nó cao hơn đấy các bạn thấy từ này hay không à, đúng không có thể được sử dụng trong ielts vô tư mà đấy, molly coddling hoặc là being overprotective of somebody very well said mrs weasley her voice cracking ginny ron her many friend george i want you out of this kitchen now rồi, thôi được rồi, bà Mo, bà Weasley nói này, giọng của bà ta thì bây giờ đã không còn vững nữa rồi. Tất cả những người này, tôi muốn, uh, mẹ muốn các con ra khỏi căn bếp này ngay bây giờ. Cái từ crack đó là cái giọng nó bị vỡ, Đúng không, Bà đang nghẹn ngào, bà đang kiểu không bình tĩnh được nữa. Crack. There was an instant uproar. We're uh, we're of age. We're of age. Friend George bellowed together. It's Harry's, uh, if Harry's allowed. Why can't I? Shouted Ron. Mom, I want to. Well, Ginny. Tự nhiên ngay trong căn phòng nha có một cái tiếng gọi là uh, uproar, uproar đó là cái tiếng mà kiểu người ta thể hiện sự phẫn nộ, đấy biểu tình, biểu quyết, đó tất cả mọi người kiểu như gào lên đấy thì đấy nó gọi là uproar và instant tức là ngay lập tức đúng không? Cái thứ này nó diễn ra ngay. Bọn con đã đủ tuổi rồi, Fred và George giống lên đồng thanh với nhau. Nếu như mà Harry được cho phép thì tại sao con không được được con không được cho phép chứ? Ron cũng hét lên. Mẹ con cũng muốn. Ginny à, cũng mếu máo xong rồi là cũng kêu lên, Để, than vãn lên. Bello đó là cái từ giống lên này. Đấy con bò nha, giống lên of age tức là đã đủ tuổi rồi đến tuổi vị thành niên rồi shout hét lên này Well, đó là cái từ nó gọi là kiểu can uh, ca thán ca cẩm than vãn mếu máu đấy kiểu thể hiện cái sự nó gọi là van lơn đó thường là có nước mắt ở đó được chưa khóc khóc lóc đấy, rồi no shouted mrs weasley standing up her eyes over bright i absolutely forbid không, bà này bà ấy hô lên này, bà ấy hét lên này, à, bà ấy đứng thẳng dậy và đôi mắt của bà ấy quắc lên, nha sáng quắc lên. Mẹ hoàn toàn cấm, từ từ không sẽ hoàn toàn cấm. Mẹ tuyệt đối cấm, Đó, tuyệt đối cấm. Bởi vì over bright tức là cái mức độ sáng của nó ấy, nó over, đúng không? Nó 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 hơn cả kiểu những cái mức độ sáng bình thường, tức là bà ấy quắc mắt lên. Đấy, forbid là cấm nhá. Absolutely kiểu cái từ này nó để nhấn mạnh đúng không? Rồi, vậy thì tức là mẹ tuyệt đối cấm. Uh, Molly, you can't stop friend George, said Mr. Weasley wearily. They are of age. They are of age. Molly, em không thể nào mà ngăn Fred và George được. Uh, ông chồng Weasley ông ấy nói một cái giọng nó rất là weary, lo lo âu và mệt mỏi. Hai thằng bé nó đủ tuổi rồi. Đó, cái từ weary này này. Hoan đã. weary weary. Sao, 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 sao tự nhiên mình quên mất cái cách đọc của từ này nhỉ? weary đúng rồi, weary. Đấy, vừa nãy đọc đúng đúng không? Từ này là một từ C2 nhá, nó có nghĩa là kiểu kết hợp giữa từ tired với từ anxious. Đấy, weary thì nó là như thế. Rồi, vừa lo lắng, đúng không? Nó nó lại phải có một tí tí mệt mệt ở đấy nữa cơ. Đấy, tức là trên trên cái mặt ông này này thể hiện một cái thứ mà nó hơi uh, oải, wow, hơi đuối, được chưa? Đấy thì nó là weary. Ok. They're still at school. Nhưng mà hai thằng bé còn đi học mà. But they but they're legally adults now. Said Mr. Weasley in the same tired voice. Các bạn thấy không? Có từ tired này. Đấy, right. mm -hmm. nó phải có thêm anxious một chút nữa nhé. Rồi ông Weasley, ông chồng ấy, ông ấy nói trong một cái giọng nó mệt mỏi y như là lúc nãy. Về mặt pháp lý thì hai th hai thằng nó đã là người lớn rồi. Đó, legally đúng không? Liên quan đến tính pháp lý này. Mrs. Weasley was now scarlet in her face. I... Oh... All right then, friend George can stay. But Ron... Bà Weasley thì bây giờ bà ấy mặt nó đỏ tím rồi. Đó, đỏ tía rồi. Rất là tức giận rồi. Thôi được rồi. Fred và George có thể ở lại nhưng mà Ron Harry will tell me and Hermione everything you say uh, Harry, will, Harry will tell me and Hermione everything you say anyway said Ron hotly Won't you? Won't you? He added uncertainly, meeting Harry's eyes Đằng nào thì Harry cũng sẽ nói với con và Hermione tất cả những thứ gì mà mọi người nói với nhau thôi Cái từ anyway ấy nó có nghĩa là đằng nào cũng thế Nha, Nó để ở cuối rồi Ron nói một giọng rất là nóng nảy này à, Có đúng không Harry? Có đúng không? À, cậu ta nói thêm một cách hơi không chắc chắn Và nhìn vào đôi mắt của Harry Cái từ meet ở đây nó có là kiểu gặp đúng không? À, tức là hai đứa nhìn nhau đó. For a split second Harry considered telling Ron that he wouldn't tell him a single word That he could try a taste of keeping That he could try a taste of being kept in the dark And see how he lighted but the nasty impulse vanished as they looked at each other. Trong một thoáng chốc, một cái tích tắc, Harry đã cân nhắc cái việc là nói với Ron lúc đó rằng cậu ta sẽ không hề nói cho Ron một lời nào cả. Rằng cậu ấy muốn thử... À, rằng là cậu ấy muốn Ron có thể thử cảm nhận về cái việc là không biết bất cứ thông tin nào và xem xem là Ron sẽ thích thú với cái việc đấy như thế nào. Nhưng mà cái ham muốn uh, tức thời đó thì nó biến mất ngay khi mà hai đứa nó nhìn nhau. Ok, thì split second nhá, tức là kiểu một cái một cái dây mà nó đã được tách ra. được tích uh, tắc. ở a single word, tức là kể cả một lời nhá, một cái lời nhỏ, một từ thôi cũng không đúng không? Nó nói cái trạng thái đơn lẻ. dù chỉ là một từ. Try a taste. A taste ở đây tức là kiểu một cái vị, Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta kiểu như có một cái câu như thế này thành ngữ nhá là give somebody a taste right, of his poison. Được. Rồi? Thì ý của nó có nghĩa là kiểu như cho nó nếm trải qua những cái cảm giác mà mình đã phải trải qua. Đó, a taste of his poison. Đấy, a taste of his poison. Tức là kiểu như cho nó phải nếm trải qua những gì mà mình đã trải qua vào đây. Còn là a taste. Đó, hãy thử đi. Being kept in the dark. In the dark có là trong bóng tối. Vậy thì là nghĩa bóng của nó ấy là cái việc mà mình hoang mang, mình không biết cái thứ gì đang diễn ra. Đấy, keep somebody in the dark nhé. Không nói cho người ta biết cái điều gì cả. In the dark. Đó. Rồi, the nasty impose. Impose là một cái ham muốn tức thời, một cái sự bốc đồng. Và nó nasty, tức là nó hơi bị ổi đó cái ý muốn của Harry thì hơi bị ổi, vanish biến mất này khi mà hai đứa nó nhìn vào nhau. Of course I will, Harry said. Ron and Hermione beamed. Fine, shouted Mrs. Weasley. Fine, Ginny, bet. Tất nhiên là tớ sẽ nói cho hai cậu rồi. Harry nói này. Cả hai đứa bạn thì nó cười dạng dỡ. Đó từ beam ánh sáng nó lóe lên và đây nụ cười này, cười dạng dỡ này. Fine. Được rồi. Bà này, bà lại hét lên được rồi Ginny đi ngủ đi Ginny did not go quietly They could hear her raging and storming at her mother all the way up the stairs And when she reached the hall Mrs Black's ear-splitting shrieks were added to the din uh, Ginny không có đi không có kiểu như nghe lời mẹ nó một cách im lặng đấy một cách nó gọi là thầm lặng họ có thể nghe thấy con bé nó gào lên và nó giận dỗi nó bước những cái bước rất là mạnh từ từ có thể nghe thấy nó kiểu uh, gào lên đúng không gào thét lên và dậm chân về phía của mẹ nó trong suốt cái đường đi lên cầu thang và khi mà bà ta đã đến được cái khi mà con bé nó đến được cái uh, sảnh chờ thì cái giọng nói thì cái lời hét mà nó chói tai của bà Black trong cái bức tranh ấy thì nó đã được thêm vào trong cái từ từ nó đã được gọi là thêm vào trong cái sự hỗn loạn đó em vừa nói kiểu dịch hay bây giờ lại dịch dở rồi <laughs> right. con bé này nhá nó không uh, im lặng nó chịu đi đâu mà nó sẽ raging này tức là nó gào lên đấy nó gắt lên nó storm một người nhá mà dậm chân xong rồi đi một cách rất là vũ bão ấy thì tức là người ta đang storm nó dùng một dạng động từ đó, ví dụ storm out tức là đi ra khỏi cái căn phòng này mà nó bước rất là mạnh đúng không nó kiểu như đạp phành phạch luôn á ok ear splitting đó là kiểu chói tai nó khiến cái đôi tai của chúng ta phải split ra đấy phải tách ra đúng không phải gọi là dạng ra thì đấy nó gọi là chói tai nhé đinh tai chói tai shriek đó là cái tiếng hét nó là zit lên đó the din thì đó là cái sự hỗn loạn đó hoa là kiểu như từ từ mình phải xem lại xem nào, à sự hỗn loạn ầm ĩ, mm. Lupin hurried off to the portrait to restore calm. It was only after he had returned, closing the kitchen door behind him and taking his seat at the table again, that Sirius spoke. Lupin vội vàng rời khỏi căn phòng để đến cái chỗ bức chân dung để mà phục hồi cái sự yên tĩnh trở lại cho cái bức chân dung đó. Chỉ đến khi Ông Lupin quay trở lại căn phòng, đóng cái cánh cửa bếp lại đằng sau ông ta và ngồi vào vị trí ghế của mình ở cái căn bàn. Ở cái bàn một lần nữa thì Sirius lúc đó mới cất lời nói. Nào hurry tức là vội vàng đi nhé. Đấy, nó dùng một dạng động từ đúng không? Và off tức là rời khỏi chỗ đó này. Portrait, bức chân dung. Restore tức là phục hồi lại thứ đó. Kiểu khiến cho nó im lặng trở lại. Uh, return quay trở về này đóng cánh cửa bếp đằng sau ông ta này và ngồi xuống ghế này ở cái bàn đó một lần nữa thì Sirius mới cất lời nói spoke mà quá khứ từ speak đúng không ok Harry what do you wanna uh, what do you to know about được rồi Harry cháu muốn biết cái gì nào Harry took a deep breath and asked the question that had been obsessing him for a month. Harry lấy một hơi rất là sâu và hỏi cái câu hỏi mà đã ám ảnh cậu ấy trong xuyên suốt cả một tháng. Rồi, uh, obsess đúng không? Là cái động từ nó là ám ảnh ai đó. Where's Voldemort? What's he doing? I've been trying to watch the Muggle news. He said ignoring the, the renewed uh, shudders and winces at the name. Voldemort đang ở đâu? Hắn ta đang làm gì vậy? Cháu đã cố gắng để mà xem cái bản tin tức của bên thế giới đời thường. Cậu ấy nói và bỏ qua làm ngơ cái um, sự dùng mình và nhăn nhó của những người xung quanh bàn trước cái tên đấy trước cái tên chúa tể bóng tối được nhắc đến đó rồi shudder tức là dùng mình này ừ, dùng mình đúng không renew tức là nó được làm mới trước đó đã có cái um, cái sự dùng mình rồi và bây giờ nó được renew nó được kiểu như khởi động trở lại được chưa wins nhăn nhó nheo mặt đấy Nhăn nhó nheo mặt lại này Xong rồi là kiểu um, Như kiểu sắp sửa bị ai đánh ấy. Đấy vung tay lên xong rồi chúng ta sẽ win Đúng không chúng ta sẽ win And there hasn't been anything that looked like him yet No funny death or anything Và chưa hề có bất cứ một thứ gì Mà nó có vẻ như là Hành động của hắn ta Không có bất cứ một cái chết nào lạ lùng Hay là bất cứ thứ gì khác Thì hắn ta đang ở đâu Right rồi looks like him tức là nhìn nó có vẻ như là hắn nhá Như là những cái nhất cử nhất động hành vi của hắn Funny nó bằng từ strange Tức là một thứ gì nó lạ lùng Đấy, right. Funny ở đây là strange nha Lạ lùng Được chưa? Bình thường thì tất nhiên funny là buồn cười Nhưng mà nghĩa C1 của nó ấy, đó là strange Và nó đang dùng ở dạng C1 đấy Đấy, cái chết lạ lùng cái chết buồn cười vớ vẩn đúng không nó phải là lạ lùng uh, OCD OCD tức là thế nào? À uh, không, sao lại liên quan đến OCD ở đây? OCD là cái mà nó kiểu cái bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đúng không? Uh, cái gì nhỉ Từ từ đang đang hăng chắc là kiểu làm một trang nữa nhỉ? Cho nó máu luôn. <laughs> Uh, that's because there haven't been any suspicious deaths yet Said Sirius Not as far as we know Not as far as we know Anyway And we know quite a lot Đó là bởi vì là chưa hề có bất cứ một cái chết nào Mà nó đáng nghi cả Sirius nói Ít nhất là theo những thứ gì mà chúng tôi biết Đấy uh, Và thực tế ra là chúng tôi biết khá là nhiều đấy Suspicious có nghĩa là thứ gì nó đáng nghi nhá Nó khả nghi Not as for as Thì đây này, nó có nghĩa là cái từ theo như nhá, As for as Đấy, thì nó theo như Đó là theo như Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật mà Vô tư đi đấy Rồi uh, We know quite a lot Chúng tôi biết khá là nhiều đấy Đó, Biết rất là nhiều cái chết là khác á. Nhưng mà không có cái nào khả nghi cả More than he thinks we do anyway Said Lupin How come he stopped killing people? Harry asked. He knew that Voldemort had murdered more than once in the last year alone. In the last year alone, uh, chúng ta hội chúng ta còn biết nhiều hơn là hắn nghĩ chúng ta biết cơ. Lupin nói. Uh, thế thì làm thế nào mà hắn ta lại không có tàn sát mọi người nữa, kiểu không có giết người nữa? Harry nói. Cậu ấy biết rằng Voldemort đã ám sát nhiều hơn một mạng người trong cái năm ngoái ờ, Chỉ trong duy nhất cái năm ngoái More than once, đúng không? Nhiều hơn một lần Alone, C2 Đấy, các bạn thấy là nhiều từ C2 lắm, đúng không? Kể cả chuyện Harry Potter thôi nhá Duy nhất, chỉ có duy trong một cái năm này này Đó, nó để cái từ alone đằng sau danh từ á Để mà nói về cái trạng thái đó là only đó, Duy nhất trong cái năm này Because he doesn't want to draw attention to himself at the moment. Said Sirius, it would be dangerous for him. His comeback didn't come off quite the way he wanted it to. You see, he messed it up bởi vì hắn ta không muốn uh, thu hút cái sự chú ý về bản thân hắn ta ở thời điểm hiện tại. Sirius nói nó sẽ là nguy hiểm với lại hắn ta. Cái quay, cái sự quay trở lại cái sự quay trở lại của hắn ta thì nó không có diễn biến đúng theo cái cách mà hắn ta muốn. Các cháu thấy không? Hắn ta đã làm dối tung mọi thứ lên. Hắn ta đã kiểu như uh, chật hướng theo cái kế hoạch ban đầu của hắn. Ừ. Rồi draw attention tức là kéo. Từ này là kéo này, kéo cái sự chú ý về bản thân. Đó rồi thu hút được chưa? Uh, come back cái sự quay trở lại, return nha. Come off thì cái từ come off ấy nó nói về một thứ gì đó nó toát ra nó nói đến dáng vẻ bên ngoài đấy come off ở đây này nó nói đến cái vẻ bên ngoài nhá đó nó sim right, ok khá là giống từ sim đúng không khá là giống từ sim ví dụ mình nói anh ta cái vẻ bề ngoài của anh ta thì có vẻ anh ấy là một người tốt nhá rồi right. vậy thì he comes off as a nice person đó as a nice person đấy cứ nhớ cái từ come off nó là như vậy rồi, okay, uh, he messed it up, tức là kiểu làm rối tung mọi chuyện lên rồi, đúng không? không đi theo đúng kế hoạch này. Or rather, you messed it up for him. Said Lupin with a satisfied smile. Hoặc là đúng hơn là cháu đã uh, làm rối loạn mọi thứ thay cho hắn. Để Lupin nói với một cái nụ cười mà nó rất là thỏa mãn. How? Harry asked perplexedly satisfied tức là hài lòng này, thỏa mãn này. Đấy và Harry hỏi rằng là ơ, ừ, cháu đã làm như thế nào? Hỏi một cách nó vô cùng là bối rối, khó hiểu. You weren't supposed to survive, said Sirius. Nobody apart from his death eaters was supposed to know he'd come back, but you survived to bear witness. Perplex thì nó thể hiện cái trạng thái confused. Nha và khi mà nó có đuôi ly thì các bạn phải đọc là perplexedly. Đấy, bởi vì thường những cái từ mà nó có âm T ấy, đi với trạng từ thì nó không có uh, nối âm được Nó không có chặn âm được, thế cho nên nó phải có cái âm ực Đó, nó phải có như thế, không thể nằm perplexed leader Đấy, nó sẽ không bật ra được cái chữ T, ấy, thế cho nên nó phải chuyển thành cái chữ ID Đó, bất cứ cái thứ nào mà nó kiểu âm T ở cuối nhá Đó, thì nó sẽ phải chuyển thành đuôi ụt Đấy, ví dụ cái từ gì được nhỉ nhiều lắm đúng không Đấy, nhiều cái trường hợp nó như thế bởi vì nó không bật ra được âm T thế cho nên nó phải chuyển thành âm id bởi vì đúng ra là cháu không có sống sót được đâu Đấy, không ai ngoại trừ những cái tử thần thực tử của hắn mà uhm... từ từ không ai ngoại trừ những tử thần thực tử của hắn mà uh, được biết về mà được biết rằng hắn ta sẽ quay trở lại nhưng mà cháu đã sống sót để mà làm nhân chứng Thực ra cái từ be supposed to do something ấy Nó nói đến cái trạng thái được cho rằng đúng không Tức là vốn dĩ, mặc định hay là cái trạng thái kiểu um... Khó nhỉ, từ này cực kỳ là khó dịch luôn á Từ này không dịch được đâu đúng không Be supposed to do something á được cho là được tưởng là nhưng mà nó có nhiều nghĩa ví dụ bây giờ học sinh ấy ở trong lớp thì phải be supposed to nghe giảng nhá. đấy nhá rồi dân dân chúng thì be supposed to đóng thuế đấy rồi là kiểu người người ta thì phải be supposed to um, làm đúng luật đúng không thì đấy nó là cái từ be supposed to ấy nhưng mà thực, thực ra từ này khó dịch lắm Bear witness tức là làm nhân chứng này để mà kể lại đi nhá yeah. And the very last person he wanted alerted To his return The moment he got back was Dumbledore uh, Said Lupin And you made sure Dumbledore knew at once Và cái người Cái người mà Hắn ta không hề muốn uh, Cảnh báo về cái sự Trở lại của hắn Ngay tại cái thời điểm Mà hắn ta uh, hồi sinh Đó là Dumbledore Đấy Lupin nói và cháu đã đảm bảo chắc chắn rằng là thầy Dumbledore biết ngay lập tức tại cái lúc đấy. Rồi the the very last person đấy thì thường nhá một cái người mà chúng ta kiểu như không ưa nhất này hay là cái lựa chọn cuối cùng sau tất cả những người khác rồi mới đến người đấy ấy, thì nó gọi là last person. Thực ra nó gọi là phủ định đấy. Đấy. Rồi cái người mà mình không hề hay muốn, đấy không hề hay muốn biết nhá. Wanted alert. Now be alerted to something tức là được cảnh báo hay là được uh, cẩn trọng dè chừng về cái điều đó. Bởi vì alert mà đúng không? Nó giống kiểu báo động đấy Right to something. Rồi. Tại sao có từ very ở đây? Bởi vì nó nhấn mạnh, uh, chính cái người cuối cùng. Đó, nó nhấn mạnh cho cái danh từ đằng sau. Ok, và make sure đảm bảo rằng là thầy ấy biết ngay lập tức. How has that helped? Harry asked. Are you kidding? Uh, said, "Bill, incredulously, incredulously, Dumbledore was the only one you know who, who was ever scared of uh, cái việc này thì nó giúp đỡ như thế nào vậy?" Harry hỏi. "Em đang đùa đấy à?" Bill nói một cách kiểu như rất là uh, ngỡ ngàng. Dumbledore là cái người duy nhất mà Chúa tể bóng tối từng sợ hãi. Ừ. Rồi, incredulous đúng không? Julius thì uh, nó là cái từ nó gọi là kiểu như disbelievingly, uh, không thể nào tin được những cái thứ gì đang xảy ra trước mắt mình. Right. sợ ngỡ ngàng đúng không? Ngạc nhiên. Scared of something, à, mình sợ cái thứ đấy. Là người duy nhất mà you know who sợ này. Thanks to you, Dumbledore was able to recall the to recall the order of the Phoenix about an hour after Voldemort returned. <laughs> Set serious. Nhờ có cháu thì Dumbledore Đã có thể triệu hồi được cái hội Phượng Hoàng tầm khoảng 1 giờ Sau khi mà Voldemort quay trở lại Sirius nói Recall đúng không kiểu như từ này Nó có nhiều nghĩa lắm nếu mình nhớ lại Một thứ gì đó tức là mình recall được cái thứ đấy Đấy ngoài ra nhá Mình Hội ngộ à, à Triệu hồi đúng không quay trở lại Thì đấy tức là mình recall đấy, Các bạn có chơi liên minh huyền thoại Biến về <laughs> <laughs> thì, thì, nó là recall Nhưng mà đây ý của nó có nghĩa là triệu hồi nhá Cái hội đấy Tụ tập lại người ta đúng không Sau khi mà Voldemort return này So what's the order been doing Said Harry looking around at the mall Ơ thế thì hội Phượng Hoàng đã làm những thứ gì Từ đó đến nay vậy Harry nói nhìn xung quanh về tất cả mọi người Ở trong căn phòng Working as hard as we can To Make sure Voldemort can carry out his plans, uh, carry out his plans, said serious. Bọn chú đã làm việc chăm chỉ nhất có thể nào? đã làm việc, uh, bọn chú đã hành động quyết liệt nhất có thể để mà chắc chắn rằng Voldemort không thể nào thực hiện cái kế hoạch của hắn. Sirius nói. Thực ra đây là kiểu dịch ra thô thì nó là chăm chỉ đúng không? Nhưng mà ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu hành động quyết liệt bởi vì cái hội này đúng không nó đang chống lại một cái âm mưu mà có nhé ngày xưa chơi vài năm trước chơi liên minh huyền thoại right. uh, danh đến danh kim cương đấy right. chưa um, bây giờ thì bỏ lâu lắm rồi as hard as đúng không nó nói kiểu như chăm chỉ nhất quyết liệt nhất bởi vì từ hard ở đây nó nói đến mức độ mà carry out tức là thực hiện một thứ gì đó execute cái đấy À. thực hiện nha thực hiện his plans how do you know what his plans are uh, Harry asked quickly Dumbledore's got a shrewd idea ờ, thế thì làm thế nào mà các người không không làm thế nào mà hội lại có thể biết được rằng là kế hoạch của hắn là cái gì Harry hỏi rất là nhanh what his plans are đúng không kế hoạch của nó là gì Dumbledore có một cái từ từ có này idea thì tức là kiểu như một ý niệm đúng không một cái mà kiểu quan điểm nhưng mà shrewd thì đó là kiểu như tinh khôn nha hoặc là nó hơi xảo quyệt một chút thì đấy nó gọi là shrewd thường nó gọi là tinh khôn đó shrewd là tinh khôn và đây kiểu như một cái kế hoạch đúng không hay là kiểu như một cái nhận thức à, mà nó kiểu như tường tận đấy thôi chúng ta nên hiểu từ shrewd đây là tinh khôn nhá một thứ gì mà nó hơi à, Lành lợi sắc sảo được chưa Đấy, một cái kế hoạch rất là sắc sảo, một cái nhận thức rất là sắc sắc sảo. Lupin nói, and Dumbledore's shrewd ideas normally turn out to be accurate. Và những cái um, nhận thức lanh lợi của thầy Dumbledore thì thông thường hóa ra nó lại là chính xác đấy. Turn out thì nó nói đến cái trạng thái kiểu như hóa ra nó trở thành một cái thứ gì và accurate tính từ chính xác. Đấy, nó bằng từ exact luôn ạ. So what does Dumbledore reckon he's planning? Well firstly he wants to build up his army again. Ờ thế thì thầy Dumbledore nghĩ rằng là hắn ta đang có kế hoạch gì vậy? Đang lên kế hoạch gì vậy? Reckon là bằng từ think. thầy ấy nghĩ rằng là hắn ta đang planning cái gì. Ờ thì đầu tiên hắn ta muốn xây dựng lại cái đội quân của hắn một lần nữa. Sirius nói, in the old days in the old days he had a huge uh, he had huge numbers at his command. Uh, at his command, command, build up, đúng không? xây dựng lại cái đội quân của nó này, army này. Ngày trước hắn có rất là nhiều uh, thuộc hạ dưới trướng của mình, witches and wizards he build, uh, he bullied or witch into following him, his faithful Death Eaters, a great variety of dark creatures. At his command, nha, command thì đó có là cái sự điều hành hay là cái sự chỉ huy. Đấy và đấy có cái là dưới chướng của mình Mình cầm quân đúng không Mình sai bảo bất cứ lúc nào cũng được In the old days à, Cái ngày trước kiểu như Back then đúng không Ngày trước Đó là những phù thủy nam và nữ Những người phù thủy nam và nữ này Những người mà hắn ta đã bully Bắt nạt à? À, Bắt nạt đúng không Hoặc là kiểu thao túng bằng phép thuật Để mà đi theo hắn những cái người tử thần thực tử trung thành của hắn và một loạt những cái sinh vật bóng tối rất là nguy hiểm. Bully mình bắt nạt ai đó này, bewitch mình ếm bùa người ta. Đấy, và đây faithful tức là có nhiều faith, có nhiều niềm tin. Vậy thì tức là mình luôn luôn tin tưởng, dõi theo đúng không? Trung thành. Variety tức là nói về loại. Nha, một cái tập hợp mà nó có rất là nhiều loại. Những cái loại sinh vật, creature là sinh vật này, bóng tối. You heard him. You heard him planning to recruit the giants. Well, there'll be just one group he's after. Uh he certainly he certainly not going to try and take on the Ministry Magic Ministry of Magic with all a dozen death eaters. Cháu đang nghe thầy hắn ta lên kế hoạch là để tuyển dụng uh, gọi là kiểu uh, tuyển tuyển quân những cái người khổng lồ, những cái con quái vật khổng lồ. Um đó chỉ là một cái nhóm mà hắn ta đang truy lùng thôi, đấy một cái nhóm kiểu như thuộc hạ mà hắn ta đang truy lùng thôi. Hắn ta chắc chắn là không có thử và đối đầu với lại bộ pháp thuật chỉ với một tá những cái tử thần thực tử đâu, đấy mà sẽ có rất là nhiều những cái đối tượng khác. Recruit tức là mình tuyển, nhà tuyển quân hay là kiểu như tuyển người và trong công ty ấy, nó đều có thể sử dụng từ recruit. His uh, after be after something tức là mình truy lùng, mình đuổi theo, mình hướng đến cái đấy. Take on something tức là đương đầu với nó. Đấy kiểu đối phó với nó, được chưa? Rồi và tất nhiên kiểu mình đương đầu với một cái thử thách tức là mình take on cái thử thách đấy. Ở đâu dừng tức là một tá, nó tính kiểu 12 và đây ý của nó có nghĩa là kiểu như với một tá những cái với một đám, được Tử thần thực tử. Ờ đây nhé, các bạn mà thích on một thứ gì đó, head on ấy, từ từ thích on something, head on. Thì tức là kiểu mình đương đầu trực diện với nó, innova luôn đúng không, thẳng mặt luôn, Right. Rồi hoặc là kiểu mình face something head on, nhá, đối đầu trực diện luôn, không ngại va chạm. Thì đấy nó gọi là từ head on ở đằng sau á. Thôi nhỉ, giờ đây thôi nhá. Rồi tuần sau mình lại quay trở lại đọc vào um, 10 rưỡi từ thứ hai cho đến thứ bảy chủ nhật mình sẽ nghỉ các bạn có thể quay trở lại vào thứ hai tuần sau uh, mình chia sẻ rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí uh, rồi là các cái tips các cái phương pháp học tiếng Anh và IELTS nha ở trên uh, phở bò các bạn có thể lên cái trang của mình đấy rồi theo dõi nhé uh, mình tương tác chủ yếu ở trên đó xong rồi là các bạn mà có nhu cầu học IELTS thì cũng có thể tham khảo nhá Okay, còn nếu mà rảnh cuối tuần xem lại livestream thì các bạn lên đây Muộn à? à, hôm nay muộn một chút đúng không right, Rồi ok